Hôm nay là em bé ít đạp xong đi khám hả? Không thấy đạp gì luôn. Phải lo. Bây giờ bày cho nhá. Tại vì em bé đạp thì có lúc nó đạp, có lúc nó sẽ ngủ đúng không? Thế thì thông thường là em bé ăn xong nó thường đạp này, hoặc là lúc nào mà em lên giường ngủ ấy là nó sẽ đạp. Thì lúc đấy mình sẽ theo dõi. Và khi mà em thấy em bé không đạp cái giờ đấy, lẽ ra nó đạp không thấy đạp nữa, thì em sẽ lắc. Mà lắc xong á mà theo dõi vẫn không thấy nó đạp gì nữa thì lúc đấy phải đi bệnh viện liền, chứ đừng có đợi.